Thưa quý vị, sau kỳ thi đại học, cao đẳng, nhiều bạn trẻ đã tìm đến những hoạt động cộng đồng trong mùa hè. Trong số đó đã có hơn 300 bạn trẻ tham gia vào sự kiện Ngày hội ôm quốc tế năm 2014. Vào cuối tuần vừa rồi, các bạn đã đi khắp Sài Gòn để trao đi những cái ôm thân thiện và hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội ôm quốc tế xuất phát từ một sự kiện của anh chàng tên là Juan Man, là một người Úc sống tại Sydney vào năm 2004. Thì vì có nhiều cái nỗi buồn trong cuộc sống mà anh đã quyết định cầm một cái tấm bảng Free Hugs ở Sydney để đón nhận những cái ôm của mọi người. Thì sau khoảng 15 phút không ai ngó ngàng đến anh, thậm chí là dành cho anh những cái nhìn dè biểu và rất là ái ngại, thì anh đã được một bà cụ trao tặng là một cái ôm, bởi vì bà cũng muốn chia sẻ những nỗi lòng của mình. Kể từ đó, chiến dịch Free Hugs tại Sydney đã mở rộng ra trên toàn thành phố và năm 2007 chính thức xuất hiện tại Việt Nam. Bọn em là bắt đầu tổ chức chiến dịch Free Hugs Việt Nam từ năm 2007, thì với cái ý nghĩa mục tiêu là bọn em muốn cho các bạn có được một cái biểu lộ cảm xúc một cách trực tiếp hơn, và cũng như là mình sống có tình cảm hơn. Tại vì bọn em thấy rằng bây giờ các bạn sống bị quá nhiều những cái chi phối khác, các bạn thiên về cuộc sống ảo nhiều hơn, nên là các bạn không còn biết những cái cách mà mình bộc lộ tình cảm trực tiếp là như thế nào nữa. Sau mỗi năm thì số lượng các bạn tham gia đều tăng lên, chứng tỏ là cái việc ôm này đối với các bạn trẻ có vẻ là càng ngày càng cởi mở và dễ đón nhận hơn. Tuy nhiên là so với mặt bằng chung thì các bạn vẫn rất là ngại ngùng khi ôm. Ngày hội Free Hugs Việt Nam năm nay diễn ra vào giữa tháng 7. Hơn 300 bạn học sinh sinh viên đã khuấy động thành phố bằng những băng rôn, bảng hiệu, biểu ngữ và đặc biệt là những cái ôm tràn đầy nhiệt thành. Rất nhiều người đã cảm thấy ngỡ ngàng, thậm chí là ái ngại. Nhưng rồi thì ai cũng nhận ra, chính từ những hành động tưởng chừng như lạ lùng đó đã tạo ra những nụ cười hân hoan và qua đó gắn kết người đến gần người hơn. Lần đầu tiên mình đến thành phố Hồ Chí Minh, mình rất là vui khi nhìn thấy thành phố đẹp và có rất nhiều bạn trẻ có cái hoạt động rất là sôi nổi, mà đặc biệt là Free Hugs là mình rất là thích, bởi vì là cũng là lần đầu tiên mình đến thành phố Hồ Chí Minh và lần đầu tiên mình trải nghiệm cái cảm giác ôm này. Một cảm xúc rất là khó tả trong người á, tức là khi mình được trao người khác những cái ôm hoặc ôm mình cảm thấy rất là vui và những người đó cũng cảm thấy vui á. Họ gặp nhau, mặc dù không quen với nhau nhưng mà chúng ta vẫn có thể ôm được nhau. Đây là một trải nghiệm và một cảm xúc rất tuyệt, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi ôm một người mà tôi không quen biết. Ngày hội ôm quốc tế là một hoạt động thường niên của tổ chức phi lợi nhuận Free Hugs Việt Nam FHV, trải qua nhiều định kiến và thay đổi. Thì ngày hội này đã thực sự trở thành một ngày hội có ý nghĩa, nhân văn và thú vị, có thể góp phần truyền tải được những thông điệp sống tích cực và thân thiện trong cộng đồng, cũng như là góp phần tạo dựng một hình ảnh du lịch Việt Nam, một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Một cụ ông ở Brazil vừa trình ra giấy khai sinh cho thấy cụ là người già nhất trên thế giới khi vừa tròn 126 tuổi vào tuần trước, thưa quý vị. Cụ José Aguileno dos Santos sinh ngày 7 tháng 7 năm 1888, chỉ 2 tháng sau khi chế độ nô lệ được bãi bỏ ở Brazil, nước cuối cùng trên thế giới loại bỏ việc buôn bán nô lệ. Cha tôi là một nô lệ, ông ấy biết rõ một nô lệ là như thế nào. Khu nô lệ nằm trong thị trấn Petra Branca, bang Ceará, bất chấp việc họ đã được trao quyền tự do. Lớn lên, cụ di cư xuống bang Sao Paulo và dành phần lớn cuộc đời làm việc trong một đồn điền cà phê ở Baru. Hiện cụ đang sống tại một nhà dưỡng lão ở Peru. Khi ông Aguilelo đến đây, ông ấy không mang theo giấy tờ. Phải vất vả lắm chúng tôi mới có thể truy lại được giấy khai sinh, cũng như các loại giấy tờ tùy thân khác của ông. Lúc trước chúng tôi biết ông ấy đã cao tuổi lắm rồi, nhưng không chắc chắn là bao nhiêu. Tuy đã cao tuổi, người đàn ông độc thân chưa từng kết hôn hoặc có con này vẫn đi bộ mà không cần phải dùng gậy chống, ăn được 4 bữa mỗi ngày. Cụ cũng không gặp vấn đề nào về sức khỏe. Ông rất thích nói chuyện với mọi người. Ông ít khi ở trong phòng. Có nhiều lúc ông còn đùa giỡn với mọi người nữa. Nhưng vì ông cử động lưỡi hơi khó khăn nên hơi khó nghe. Nhưng nếu anh chịu khó lắng nghe thì sẽ dễ dàng hiểu được ý ông nói gì. Cụ José đã nhận giấy khai sinh hồi tháng trước sau khi sống cả đời trong cảnh không giấy tờ. Nhà dưỡng lão hy vọng người ta có thể xác định được cụ là người già nhất thế giới nhờ phương pháp định tuổi bằng đồng vị phóng xạ carbon 14. Chi phí cho phương pháp này lên tới 20.000 đô la. Kỷ lục Guinness cho một chai rượu đắt nhất thế giới vừa được xác lập cho chai rượu Mezcal của một người Mexico với giá 55.000 euro, tương đương 74.000 đô la Mỹ. Ông Fernando Altamirano Ruiz de Chavez được mệnh danh là một gã khổng lồ trong thế giới rượu vang khi chuyên làm ra những chai rượu đắt tiền nhất thế giới. Với chai rượu này, ông mất 2 năm để hoàn thành. Chai rượu làm bằng pha lê nguyên chất và được bọc 100% bằng bạch kim.
Chai rượu có tên là Lời Nguyền của thầy phù thủy, làm từ pha lê và bạch kim, đã được bán cho một nhà sưu tập rượu người Pháp. Rượu Mezcal là một loại rượu đặc sản của Mexico. Một số dòng rượu Mezcal hiếm chỉ có số lượng 400 chai trên toàn thế giới. Như mọi năm, bãi biển nhân tạo Paris trải dài hơn 3 km dọc bờ sông Seine thơ mộng vừa được mở cửa để đón du khách. Đây được coi là điểm nhấn của thủ đô Paris, thu hút nhiều du khách và người dân địa phương. Đến với bãi biển Paris, du khách sẽ được tận hưởng đầy đủ không khí biển với bãi cát trải dài, những cây cọ rủ cùng hàng loạt các hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn. Để tạo nên bãi biển này, chính quyền thành phố đã ngăn đường kè bên phải của sông Seine từ tòa thị chính thành phố đến sau đoạn cầu Pont Neuf. Chính quyền thành phố đã phải dùng tới 2.000 tấn cát, hàng trăm chiếc ô lớn, khoảng 50 cây cọ cùng nhiều thiết bị khác. Tất cả tiêu tốn hơn 2 triệu euro để tạo nên bờ biển này. Các du khách tỏ ra vô cùng thích thú và cho rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời của chính quyền thành phố. Ở đây có bãi cát, có sông Seine, Paris thực sự rất đẹp. Thời tiết lại trong lành, không quá nóng, không quá lạnh. Chúng tôi rất thích đến đây. Nếu trưa mai trời nóng lên thì cũng không sao, tôi sẽ đi mua sắm. Sự kiện biển Paris sẽ được tiếp tục cho tới hết ngày 18 tháng 8. Thưa quý vị khán giả, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa cho ra mắt cuốn hồi ký mới mang tên Những Lựa Chọn Khó Khăn. Cuốn hồi ký sẽ nhấn mạnh các thời điểm kịch tính trong thời gian bà làm Ngoại trưởng để định hình quan điểm của bà đối với chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Theo thông tin từ nhà xuất bản, cuốn hồi ký tiếp theo của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ có tên là Hard Choices, Những Lựa Chọn Khó Khăn. Nội dung hồi ký mô tả nội tình bên trong những cuộc khủng hoảng, những quyết định và thử thách mà bà phải đối mặt trong suốt 4 năm giữ cương vị là Bộ trưởng Ngoại giao thứ 67 của nước Mỹ và những kinh nghiệm đó định hướng cho bà quan điểm về tương lai như thế nào. Sách được xuất bản tại Mỹ vào mùa hè năm nay. Bà Clinton cho biết việc viết cuốn hồi ký này gặp nhiều khó khăn và từ một sự kiện tháng 3 ở Montreal, bà đã hồi tưởng lại thời gian khi còn đứng đầu Bộ Ngoại giao và đã được thức tỉnh. Việc hồi tưởng lại những gì mà ta đã trải qua sẽ giúp ta thức tỉnh, bởi khi mà ta đang ở giữa sự hồi tưởng ấy, ta thức dậy mỗi ngày, ta sẽ đi trước người khác một bước và làm tốt nhất có thể. Clinton không phải là cái tên mới với giới xuất bản. Trước đây, bà đã từng cho ra đời nhiều ấn phẩm khác là Living History, It Takes a Village năm 2004 và An Invitation to the White House at Home with History năm 2000. Bên cạnh đó, bà còn viết một cuốn sách cho thiếu nhi vào năm 1998 mang tên Dear Short, Dear Buddy, Kids Letters to the First Best. Thưa quý vị khán giả, vừa rồi là những thông tin của các chuyên mục quen thuộc trong chương trình Chìa Khóa Showbiz về văn hóa, văn nghệ và giải trí trong cũng như ngoài nước. Và anh Khoa cũng như những người thực hiện chương trình luôn mong làm sao có thể mang đến một nhịp cầu nối với những thông tin hấp dẫn dành cho tất cả quý vị với chương trình Chìa Khóa Showbiz. Còn giờ đây, anh Khoa xin được phép nói lời tạm biệt với tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.